Sau đây là cách chúng ta làm một tấm thiếp trong van 3D. Các bạn theo dõi và làm theo. Để tạo kích cỡ chúng ta phải mở cái này ra. Và khóa nó lại. Để làm một tấm thiếp thì mình cần phải có một cái hình nền và những vật phụ khác để mình trang trí cho tấm thiếp. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái hình nền vào. Đây tôi vừa có một cái hình nền này. Thì đưa nó vào. Đó. Vào đây tôi muốn làm một tấm thiếp sinh nhật. Vào đây cái hình này nó là nước. Tôi đưa thêm một cái hình nữa vào. Và chúng ta cần viết chữ thì chúng ta đưa nó vào và chọn kiểu chữ. Ở đây chúng ta có thể chọn kiểu chữ 3D và mẫu chữ. Tôi thích nhất kiểu chữ này, rất là bay lượn đẹp. Nhấn phía chuột phải và chúng ta tiếp chữ vào. Chúng ta có thể suy chuyển các xoay để nhìn cho cái góc nhìn nó
đẹp và rẻ hơn. Và chúng ta có thể thay đổi clear. À, màu này có vẻ là đẹp đấy. Cái điểm màu trắng là lại đẹp. Và ở đây chúng ta có thể đưa thêm một số khác nữa. Chúng ta có thể đưa bao nhiêu mà chúng ta muốn. Gần như vậy. Và chúng ta cũng có thể tìm thêm ở trong cái remix này, ở trong cái chương trình của nó, xem có còn những cái gì hay không thì chúng ta cũng có thể đưa nó vào. Đây, đây chẳng hạn thì chúng ta cũng tìm đây chẳng hạn như thế này, cái hình ảnh này cũng rất là hay. À, có cái hình ảnh này, hình như này thì mình không bỏ ra cái gì trong ấy. À, đưa cái hình ảnh này vào cũng được. À, nhìn nó đẹp. À, đây cái hình này thì nó hay, nó là 3D thì chúng ta có thể đây chúng ta đưa chúng nó trở lại đây. Cho cái này trở lại thì chúng ta quay nó sẽ dễ hơn. Đây, đây thì chúng ta chúng nó quay nó dễ hơn. Đây. Đó. Có lẽ là một ảnh như thế là cũng được hả? Bây giờ có thể chúng ta có thể đưa thêm một chút nữa vào cũng được. Xem là tìm một cái bánh nữa. Đây, đây, những bánh sinh nhật đây.
Chúng ta xem bao bánh này chúng ta có thể trang trí nữa. Đúng rồi, nếu các bạn muốn tìm một cái bánh thì cái gõ chữ này vào, hoặc là gõ bằng tiếng Việt cũng được mà. Có thể nghiêng đi một chút cho dễ nhìn. À, chúng ta làm nhỏ lại. Rồi chúng ta để lên cái đầu với tàu này. Cái này màn hình nó nhỏ lại. Đây. Đúng rồi, quay lại đấy này. Đây. Đó. Quay đi một chút nữa để nhìn cho ra nó đổ mất. Rồi ở đây còn lúc nãy còn quên, nhưng nếu viết chữ thì nó không có dấu, nhưng nếu mà muốn thêm dấu thì chúng ta dùng cái những cái ký hiệu này, chúng ta đưa nó vào thì nó cũng có dấu thôi. Ví dụ đây. À, đưa cái ký hiệu vào đây là chúc cháu sinh nhật vui vẻ, nhưng thôi cứ để như thế này cũng được, cũng đẹp, nó cũng không cần phải ký hiệu lắm đâu. Thử đưa một cái vào xem sao. Hoặc vào đây. Thì chúng ta sẽ được một cái dấu. Đây cũng có thể quay đóng dấu mà thay cho dấu sắc. Rồi nó lên hai cái, thầy nhấn hai cái. Nhắc nó ra đây, bỏ đi một cái, không có thì nhấn ở đây coi như nó sẽ trở lại bình thường nào. Nhấn một cái nữa, nó mất đi, nhấn cái nó mất đi còn một cái đấy, thế thế là được. Trên này có bỏ thêm những con chim vào cũng được. Đưa thêm một con chim vào cho nó sinh động. Chúng ta lấy cái trong này. Ở đây chúng ta tìm thì chúng ta cứ gõ cái từ mà chúng ta muốn tìm nó. À, đây. Sai rồi. Này, chúng ta gõ cái từ con chim vào. Chim này thì chắc không có bay được. Con chim này nghe là để xem con chim nào mà nó bay nhìn nó đẹp hơn hả? Nhìn con chim này là con gì đây? Đưa con này đi, nó cũng rất là khỏe mạnh. Đó. Thế bây giờ để nó cái góc nào đây, chim cho nó bay góc này đi, còn trống trống chỗ. Bây giờ chúng ta chỉ việc quay cho cái hướng của nó thôi. Để xem cái quay ở cái hướng nào thì chúng ta nhìn nó được nét nhất. Chắc là để hướng ấy là được rồi. Thôi được rồi đấy.
Có lẽ là như thế là một cũng được một cái tạm được rồi, nếu mà chúng ta hài lòng rồi chúng ta xuất nó ra thôi. Nên là đây export chúng ta nhấn carbon được cái dạng này, dạng ảnh này, tại vì chúng ta sẽ gửi ảnh gì mà đó, đặt tên. Đây chúng ta sẽ được một cái bức ảnh như thế này, rất là đẹp. Này, ảnh rất là sinh động. Đây, chúc các bạn thành công.